Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú ếch rất là to này, cùng bạn chuồn chuồn này. Đây là những lá sen. Hãy cùng tô với mình nha. Đám mây thì mình sẽ tô màu xanh. Màu xanh. Ừ. Con tô đám mây giữa thì màu xám. Tô rồi thì thôi con ạ, con tô lại, tô màu khác, tô bộ đám mây khác đi. Lần sau con tô phải đúng rồi. Mai cây này mình tô màu xanh này. Mây sẽ tô màu xanh nữa. Ừ. Đây con ngồi một tí mà. Chị ơi, con đang nghe con một tay ở ngoài. Chơi gì? Con chơi đồ chơi ở dưới nhà nha. Con chơi ở dưới nhà. Hôm nay mẹ gọi cậu Bin, nhưng mà cậu Bin lên nhà dì bé hát chơi con. Hôm nay mẹ gọi cậu Bin ra chơi với con, nhưng mà cậu Bin lại đi lên nhà dì bé hát chơi rồi. Đi nhà ông Quyền ấy. Ông Quyền á? Nhà ông ở đằng xa kia cơ, chứ không phải nhà kia. Không phải chỗ kia đâu. Phải chỗ kia. Bé chở chở con ra với cậu Bin, với dì bé đang chờ đấy á. Chiều nhé con nhé. Không, cô thích chờ đấy cô. Cậu bé á. Bây giờ dì về rồi. Dạ. Tí nữa cậu Bin về, lúc ấy mẹ gọi xong mà cụ bảo là tí cụ về, cụ sang nhà mình chơi rồi. Chiều là cả dì bé xuống nhà mình chơi. Không, con thích đi ra đấy cơ. Con thích đi ra cơ.
Không phải là ở đây đâu. Xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một chú ếch rất là to ngồi trên lá sen này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau nha.